Chào bạn, hôm nay Pin Hội sẽ cùng bạn tìm hiểu cái viên pin thay thế cho đèn cảnh báo hay là đèn exit ạ. Thì ở đây chúng ta đang có cái viên pin hiệu là A800mAh, điện thế 2,4V. Có nghĩa là nó ghép bởi hai cái viên pin tiểu 1,2V ghép nối tiếp với nhau nên nó sẽ có điện thế là 2,4V. Đặc điểm của pin này bao giờ cũng có cái đế để các bạn gắn cố định và có dây dẫn kèm rắc để chúng ta thay thế dễ dàng hơn. Còn về kích thước thì cái pin này nó có chiều dài như pin tiểu ấy là khoảng 48 mm này, bề ngang là ghép hai viên là còn 28, còn chiều cao này là khoảng 15 mm. Cái phần đế này thì là khoảng 8,5 cm. Thì khi mua các viên pin này thì bạn sẽ lưu ý là điện thế là phải phù hợp, dung lượng cũng tương đương và quan trọng nhất là kích cỡ nó phải vừa thì bạn mới lắp được vào trong các đèn cảnh báo, đèn exit. Và để tìm hiểu kỹ hơn về các loại pin lắp cho đèn cảnh báo, các bạn có thể truy cập trong web gia dụng nhà Việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.